tính đến hết năm 2013 đã có 40 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trên toàn quốc, đạt 94% tổng số trường hợp sử dụng đất có nhu cầu. Con số này tăng gấp 3 lần so với năm 2012. Đây là thông tin tích cực được đưa ra tại buổi họp báo cuối cùng trong năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết hiện đã có 22,3 triệu hectare đất được cấp giấy chứng nhận, đạt 92,2% diện tích đất và 94% tổng số trường hợp sử dụng đất cần cấp. Đến thời điểm này thì cả nước đã có 39 tỉnh, thành phố hoàn thành cơ bản cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Bà Rịa, Vũng Tàu đã có những tiến bộ vượt bậc và được đưa ra khỏi danh sách 22 tỉnh đặc biệt chậm của năm 2012. Sau khi hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận trong cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương và toàn quốc đưa vào khai thác và quản lý một cách bài bản hơn. Đối với diện tích đất còn lại chưa được cấp, thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ, giảm bớt thủ tục hành chính, đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi khó khăn.